Hàng tháng kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Lúc kia là thắng con gái đấy anh em ạ. Con trống. Sắp anh em ạ. Con này thì thắng đem hai cái cung ra đánh thì ăn chắc luôn anh em ạ. Con này trống này. Dụ con máy này.
phần lắm rồi nhỉ. Thắng ra gài thêm hai cái cung nữa để bẫy con chim trống này anh em ạ. Với lại giăng hai cái lụp lên để xem con trống nó dám vào gần cái lụp của mình không. Nên mình đánh thì lụp này thì nói chung là mình gài nó không nhạy như anh em, nên chim trống nó nhẹ hơn, nhiều khi nó đi qua nó không sập anh em ạ. Đó, đây là một cái cung nữa thắng gài này nhỉ. Đấy. Đón một đường nữa bên này anh em ạ. Đó. Nhưng mà thắng đón ở chỗ này thì dính chắc này anh em, ở chỗ này này. Đó. Nhưng mà để nó vào gần này anh em. Muốn nó bẫy nó vào cái lụp sập cho anh em xem nó phê anh em ạ. Đó. Giờ lại chờ xem nó về gần con chim mồi mình nhé. Nó lại về đây nhỉ. Đó kìa. Nhưng mà thằng đánh lỏng ở đây thì về cái dính luôn luôn anh em ạ. Thằng đón hướng chuẩn luôn anh em ạ. Kiểu gì nó cũng qua đường này mà. Rồi là sẽ qua cái cung này anh em ạ. Anh em xem này. Cùng nó căng đấy không nhỉ? Cùng thắng gài nó hơi căng đấy anh em. Rồi. Ok anh em nhé. Giờ nó chưa biết gì luôn anh em ạ. Đó. Gài cung ấy là dính lẹ luôn anh em ạ. Muốn bắt con này phút mốt từ đầu nó về thì đối với thắng này nó quá đơn giản anh em ạ. Nó không biết gì luôn ấy. Đấy, giờ mới bắt đầu táng này nha. Đó. Không chưa biết gì luôn. Bày cút quá là đơn giản này anh em. Đây con chim trống anh em ạ. Đấy, còn tìm một lối đi vẫn chưa biết gì rồi. Đó. Rồi thắng ra bắt cho anh em xem nhé. Đấy, quất có gì khó đâu anh em. Đó. Muốn bắt được nó thì được quá đơn giản đấy anh em ạ. Muốn quay clip hay để cho anh em xem thì nó lại hơi khó thôi, chứ còn muốn lấy lẹ luôn thì nó quá đơn giản đối với thắng rồi anh em. Đây con trống anh em. Đấy. Con này thắng muốn bắt phun mốt nó về thì gài cái cung ra thì bắt từ đầu luôn anh em, phun mốt luôn. Con mồi thì thấy con trống về cái là úm luôn anh em ạ, nhưng mà nó thấy con mái còn sợ anh em ạ. Chim mồi này mình mới gột mà chưa phải úm được, băng đi chơi úm được anh em, tự chơi được. Rồi nói chung là clip bẫy chim quất của mình cũng khá là dài rồi. Thắng xin tạm dừng clip ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip bẫy chim quất của mình. Anh em thấy clip hay nhớ để lại một like, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng anh em nhé. Rồi cuối cùng thì Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nha. Ok.